Em xin chào các bác nhé. Hôm nay là phiên của ngày 21 tháng 4. Thì em lại phiên tối ngày hôm nay thì em về được một lô nhạn 4N các bác nhé. Hôm nay nhạn 4N là mít xếp rụt luôn các bác ạ. Hàng đang có nụ rất là đẹp luôn các bác nhé. Đó, hôm nay thì phiên video hôm nay thì em sẽ lên kỹ cho các bác khoảng 10 mã nhạn 4N. Đấy, hàng thì hàng nhà em thuần vườn các bác nhé. Hàng nhà em thuần vườn và đang có nụ. Đấy, các bác sưu tầm nhạn 4N thì ủng hộ cho em nhé. Và hôm nay ngoài ra thì có cô Ki cũng đang nụ này. Và phiên hôm nay chủ yếu là em lên các loại nhạn nhé. Đấy, nhạn Nam Ba rồi là nhạn tháng 8 Gia Lai các bác nhá. Đấy, các bác theo dõi video của em và đặt hàng ạ. Các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại 0394547221. Số đấy cũng là số Zalo của em các bác nhá. Các bác có thể add Zalo số của em. Đấy, hôm nay em vừa mới chở vườn về được khoảng đôi 10 giò. Đấy, 10 giò nhạn 4N. Đấy, nó đã lên nụ rồi. Tầm này lụ rất là vừa rồi để các bác sưu tầm nhá. Đấy, hôm trước lụ bé quá em mang về em bán thì có những bác chưa nhìn thấy. Thì hôm nay em về được cái lụ to rồi. Đấy, hôm nay về được lô to, lụ to hơn rồi thì các bác có thể nhìn rõ hơn và sưu tầm cho mình những cây 4N các bác nhá. Đấy, để về nói về nhạn 4N thì nó là một cái dòng đẹp từ lá đến hoa. Đấy, các bác chơi lá cũng rất là phê luôn các bác ạ, vì lá của nó là toàn bộ là hàng lá mít nhá các bác nhá. Và cái lô này của em thì nó là hàng tuyển nên là cây lá mít xếp rụt và lá tròn các bác ạ. Và thứ nhất, thứ hai là còn lá còn là lá dày lưỡi cơ. Đấy, lá của nó còn rất là dày lưỡi các bác nhá. Đấy, thì các bác chơi lá cũng rất là đẹp luôn. Đấy, thì các bác đáng để sưu tầm cái loại này. Thì mỗi bác sưu tầm để cho mình một chậu hoặc hai chậu. Đấy, đây em sẽ lên cái mặt hoa. Đấy, mặt hoa của hoàng nhạn 4N đây các bác này. Bông của nó rất là to các bác nhá. Riêng mỗi một bông trên một cần như này nó cũng rất là to rồi. Đây ạ, đây các bác này. Đấy, toàn là những cái ảnh khách gửi lại cho em thôi. Đây các bác nhá. Cái màu của nó đỉnh luôn các bác ạ. Và hương thơm, để mà nói về thơm thì cái dòng này hoa của nó cũng rất là thơm các bác nhá. Đấy, rất là thơm luôn. Đấy, thì các bác sưu tầm nhạn 4N thì em sẽ lên theo từng mã luôn đi. Đấy, đây ạ. Đấy, hôm nay em chia ra được em có mã những cái mã tác phẩm nhá. Em lên những cái giò gỗ trước đi. À, thôi lên chậu trước này. Đấy, lên chậu trước nhá. Đẹp lắm các bác ạ, hàng đang có nụ rồi. Đây ạ, các bác nhìn này, cái chất lá của nó này cực kỳ đẹp luôn các bác ơi. Đấy, lá toàn bộ là hàng lá ngắn, lá tròn và lá dày các bác nhá. Đấy, vì cái lô này là em nhập được cái lô này từ năm kia. Đấy, nuôi năm nay là thật sự với các bác này, lá nó lên này, đẹp lắm, đẹp từ lá đến hoa. Đây, cái chậu mã 1 này là chậu đây, chậu này là gồm 3 cây luôn các bác nhá. Đấy, đang có đụ rồi đây ạ. Đây, lá các bác nhìn này, đẹp chưa. Đấy, cái mã 1 này bác nào lấy em chia sẻ cho các bác với giá là 1,1 triệu nhé các bác nhé. 1,1 triệu cho chậu mã 1. Đấy, đẹp lắm. Đây, chỉ bẩn bẩn thôi không sao đâu các bác nhé. Đấy, 1,1 triệu cho chậu mã 1 này. Hàng của em toàn bộ là hàng tuyển rồi các bác, không phải no đâu. Hàng đã thuần vườn và đã hàng tuyển rồi nhá. Và hàng đang có nụ. Các bác mua hàng mới về chắc chắn các bác phải nuôi qua 1 năm, 1 năm rưỡi thì bắt đầu mới có nụ được. Và các bác phải mua những cây trưởng thành nó mới có nụ nhá. Đấy, đây hàng em bán nhạn nhiều năm rồi, em biết kinh nghiệm của cái nhạn 4N này. Đấy, cái mã 2 này cũng chậu 3 cây này. Đấy, mã 2 này bắt đầu đây, cái cây này thì nó hơi một tí rám rám thôi, không sẽ ảnh hưởng gì đến cây đâu các bác nhá. Cũng đang có nụ. Đẹp lắm. Đấy, mã 2 em chia sẻ cho các bác với giá là 1,1 triệu nhá. 1,1 triệu. Đấy, chậu 3 cây rất là đẹp luôn. Mít xếp rụt. Đấy. Mã 3 mới là một mã VIP này các bác này. Mã này đẹp tuyệt vời mặt trời luôn các bác ạ. Ôi giời ơi, cái lá của nó này các bác ơi. Cái lá của nó này như mít đồng xu luôn các bác nhá. Đây, các bác nhìn lá của nó đẹp chưa ạ? Đấy, 3 cây nhá, chậu này thì tuyệt vời luôn rồi. Đấy, bắt đầu lấy mã này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,6 triệu các bác nhá. 1,6 triệu. Đây, 3 cây. Cây toàn bộ là hàng cây to, mít xếp rụt luôn các bác ạ. Đây, mã 3 nhá. Các bác nhìn cái cây trong này, ôi dồi ôi, đẹp chưa? Wow, cây này đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, mã 3, 1,6 triệu. Mã 4. Mã 4 này. Cây này cũng là hàng lá to, lá mít. Cây này thì nó bị mất mất một lá đây các bác nhá. Nói chung là nuôi thuần là không thể tránh được những cái nỗi nhẹ đâu các bác ạ. Đấy, đây nó chỉ bị mất một lá ở đây. Có nhưng mà cái cây này thì nó là cái cây quá đẹp luôn các bác này. Đấy, lá xếp tầng ngang đẹp nhá. Đấy, đây bên cây bên này thì quá đẹp rồi. Đấy, mã này là mã 4. Em chia sẻ mã này với giá là 1,1 triệu nhá. 1,1 triệu cho chậu này là mã 4. Đẹp lắm. Cây này mà không mất một lá thì cây này gọi như này, siêu phẩm. Đấy, đây ạ. Đấy, mã 4, 1,1 triệu. Và mã này là mã 5. Đây ạ, mã 5 đây. Cây to chưa?
Đấy, không mất lá chân nhá. Cây bên này cũng là chậu lôi này. Mã này em chia sẻ với giá là 1,2 triệu, 3 cây rất là to luôn. Đấy, 3 cây to xếp rụt nhá. Đây ạ. Đấy, các bác nhìn này. Hàng của em là hàng size to các bác nhá, không phải là hàng size bé đâu, hàng bé xíu xíu, hàng giống đâu các bác ạ. Mã 5 em chia sẻ với giá 1,2 triệu. Đấy. Tiếp theo, mã 6 là một mã gồm 5 cây. Đấy. Tác phẩm đã thuần trên đũa các bác nhá, đã thuần trên đũa này. Đấy, mã này em chia sẻ cho các bác với giá là 3 triệu các bác nhá. 3 triệu. Đấy, 5 cây tác phẩm. Đấy, đang có nụ rồi các bác nhá. Đấy, đang có nụ rồi, cây nào cũng có nụ luôn. Cây nào cũng nụ các bác nhá. Đây ạ. Mã 6 này là một mã tác phẩm này. Đấy. 5 cây. 3 triệu cho cái giò này. Em có duy nhất một giò 5 cây thôi. Đấy, bác nào lấy cái tác phẩm này thì 3 triệu nhá. Đây là mã 7. Mã 7 là một trụ 3. Một trụ 3 này. Đấy, 3 cây ghép trên đũa đẹp chưa cả nhà ơi. Mít xếp rụt nha. Đó, em chia sẻ mã này là mã 7, 1 triệu 8. Mã 8. Mã 8 cũng là một trụ 3 cây. Hôm nay chủ yếu em đây nhận 4N cho các bác sưu tầm. Mã này là mã 8 này. Mã 8 này thì em chia sẻ với giá là 1 triệu 6 các bác nhá. 1 triệu 6 đây. Cây của nó rất đẹp, hàng lá to. Mã 8 1 triệu 6. Mã 9. Đây, mã 9 là một mã quá VIP luôn. 3 cây rất là đều nhau nhá, nó là cái hàng lá to. Đây các bác ạ. Đây, toàn bộ là hàng lá to nhá. Lá này phải 5 cm đến 5 cm, 5 cm rưỡi 6 cm. Ui giời. Lá này chắc phải 5 cm rưỡi 6 cm các bác ạ. Đấy. Mã 8 này 1 triệu 1 triệu 8 này. Bác nào lấy cái mã 8 này là 1 triệu 8 nhá. À, mã này mã 9 đi. Mã này mã 9 này. 1 triệu 8 này. Đấy, tác phẩm lên lũa rồi các bác nhá. Đấy, hàng gỗ lũa này, gỗ bao bền cho các bác luôn. Các bác chơi 575 không mục đâu ạ. Đấy, mã 9 này là 1 triệu 8 này. Đấy, đấy là các cái mã của Hoàng Nhạn 4N các bác nhá. Ngoài ra hôm nay em có cả cái nhạn tháng 8. Hoàng Nhạn tháng 8 Gia Lai. Đây ạ, nhạn tháng 8 Gia Lai thì như các bác biết rồi đấy. Hàng đắt đỏ mà là còn hiếm nữa cơ các bác ạ. Bây giờ còn không có hàng nữa cơ. Đấy, thì hôm nay em lên cho các bác mấy mã của nhạn Gia Lai nhá. Đấy, nhạn Gia Lai cái mã 1 này to chưa? Cây này nó là hàng cây size to đấy, cây rất là dài luôn. Đấy, ngồng hoa cũ vẫn còn đầy thì các bác này. Hàng em bán chuẩn Gia Lai cho các bác nhá. Cái mã dặn Gia Lai này đã lên nũa tác phẩm rồi. Hàng nó lôi thuần lên nũa rồi các bác nhá. Đây. Cái khung gỗ căm xe này. Khung gỗ căm xe, cái chậu gỗ cũng căm xe luôn. Đấy, chậu này là phi 4550 gì đấy. Đấy. Cây nhạn tháng 8 này bắt đầu lấy em chia sẻ cái mã 1 này là 2 triệu 1 này. 2 triệu 1 cho chậu mã 1 tác phẩm nhạn tháng 8. Mã 2. Mã 2 cũng đã lên một cái khung gỗ căm xe rồi đây. Hàng đã thuần nhá. Cũng trồng lên chậu gỗ căm xe. Mã này em chia sẻ cho các bác với giá là 1 triệu 2 các bác nhá. 1 triệu 2 cho cái con mã 2 này. Đấy. Đấy, bác nào lấy nhạn tháng 8 Gia Lai. Mã 3. Mã 3 cũng một chậu nhạn tháng 8 Gia Lai. Mã này em chia sẻ cho các bác với giá là 1 triệu 1 các bác nhá. 1 triệu 1 cũng đã lên tác phẩm rồi. Đấy, hàng đã lui thuần. Các bác chỉ đợi chơi hoa thôi ạ. 1 triệu 1 ạ. Đấy, mã 3. Bạch nhạn hôm nay thì em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 cho một chậu. Toàn bộ là hàng rừng nuôi thuần. Một chậu gồm rất là nhiều cây các bác nhá. Em nói chung là các chậu nó cũng đều nhau nên em chia không đánh mã đâu. 350 cho một chậu. Này bác nào lấy bạch nhạn hoa của nó sẽ giống như hoa quế nhá. Hàng toàn bộ là hàng thuần nâu, dễ bám trắng giá thể rồi. Đấy, bác nào lấy thì ủng hộ cho em 350 cho một chậu. Em có một mấy cái chậu của nhạn Amba. Nhạn Amba hoa vàng lưỡi trắng, cái hàng nhạn này thì nó là cái hàng nhạn đột biến. Hoa vàng lưỡi trắng, nhạn của nó nói chung là hoa của nó cũng rất là thơm các bác ạ. Cái hàng này thì nó có ít thôi, nó không có nhiều các bác nhé. Đấy, vì là nó là hàng nhạn đột biến, nhạn va. Đấy, nên là các bác có thể sưu tầm cho mình một chậu để làm tác phẩm các bác nhé. Đấy, sưu tầm thêm mặt hoa cho mình. Đấy, và toàn bộ cây nào cũng đang có nụ luôn các bác nhé. Thì hôm nay em chia sẻ đây, cái chậu mã 1 của nhạn va, em chia sẻ với giá là 320.000 cho chậu mã 1 này. Đấy, mã 2 chậu 2 cây này các bác ơi. 2 cây, cây nào cũng nụ nhá. 600.000 cho chậu mã 2. Và chậu mã 3 này em cũng chia sẻ với giá là 600 này. Và đây em có một cái con này là cái con dáng dừa. Con dáng dừa rất là dài luôn. Con này nó là cái size mà em bán mọi năm là 700-800 đấy. Đấy thì em còn duy nhất một chậu để dáng dừa. Các bác về có thể kích con trên cái chỗ dừa này nhá. Đấy, cũng đang có nụ luôn. Cái con này thì em hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 350. Đấy, 350 cho con này, có một con duy nhất ạ. Đấy, và tam bảo sắc hoa trắng. Tam bảo sắc hoa trắng thì em bảo hành hoa trắng tinh, cây nào cũng đang có nụ các bác nhé. Cây nào cũng có nụ luôn. Hoa của tam bảo sắc trắng này nó thơm lắm.
Đấy, em sẽ lên cái mã 1 này, chậu 2 cây rất là xếp đẹp này. 650.000 cho chậu mã 1 này. Chậu mã 2 này em chia sẻ với giá là 600k. Đấy, mã 3 là một mã to, cây dài, mã 3 là 700. Đấy. Và mã 4 là một chậu cây đơn, em chia sẻ mã này với giá là 300.000 cho chậu mã 4. Đấy, và em có một cái trụ nhạn rừng Gia Lai. Trụ này nó là nhạn rừng. Đấy, có những cây đang có nụ rồi các bác nhá, có những cây đang có nụ rồi. Đây ạ. Bắt đầu lấy cái trụ nhạn rừng Gia Lai thì em chia sẻ cho các bác với giá là 1,5 triệu. Đây ạ. Quay kỹ cho các bác xem. Rất nhiều cây các bác nhá, rất nhiều cây luôn. Đấy. Lác đác có cây có nụ. Cái lô này của nhà em năm ngoái rất nhiều bác nở tháng 8 đấy. Nên là năm cái 3 4 năm về trước em mua này, nó là hàng rừng sổ số. Đấy. 1,5 triệu cho trụ này các bác nhá, 1,5 triệu. Hai mấy gần 30 cây luôn, cả trụ luôn nhá. Bắt đầu lấy thì chốt cho em là 1,5 triệu nhá. Đấy. Thì thời lượng video của em đây là kết thúc nhá. Em cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của em. Các bác đặt hàng thì gọi điện qua số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề các bác nhá. Xin chào các bác ạ.